giải thích được với tôi từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mới ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa mẹ. Người lớn tôi giống hả? Thôi, ba tôi khó lắm bà. Tôi đang làm việc mà cái gì mà thiệt, cứ khóc lóc cái gì, bực mình quá. Ba, cái gì ba đang làm việc con thấy, con hỏi gì nữa? Nhưng mà con đang... Thôi, con thấy ba đang làm việc hả? Trời ơi, thấy chưa? Hỏi một cái con virus nó xuất hiện rồi. Trời ơi, Phương ơi, rồi là Phương, ba đang làm việc mà. Con có biết là ba ngày đó ba chưa có ngủ không? Anh ơi, em đang coi phim đó. Anh coi phim chuyện của em. Mình đang làm việc không có xong, cái gì cũng phá hoài. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Ủa mà Phương, con tính hỏi ba con chuyện gì vậy? Dạ thôi, không có gì đâu cô. Đừng đi, đừng đi. Tôi biết hết rồi, tôi biết hết rồi. Cô biết cái gì? Biết gì con? Cô đang coi tivi nè. Cô Linh. Sao con? Con muốn hỏi là hồi xưa làm sao cô biết cô có winner với Candy vậy? Hỏi con câu hỏi hết cuộc đời người ta luôn á. Cái chuyện cô mà có winner với Candy á, nó dạng như là nó dạng như vô tình đó con. Dạ. Ừ, vô tình là cô gặp ba của winner, xong cái vô tình cô có winner, xong sau đó là vô tình cô gặp ba Candy. Dạ. Rồi cái cô có Candy, sao đáng lẽ vô tình là cô có một đứa nữa. Dạ không, ý con hỏi á là làm sao mà cô biết cô mang thai winner với Candy? Mang thai? Ừ, con hỏi làm chi vậy? Thì tại vì trên trường con á có bài tập sinh học thì cô con nói là phải tìm hiểu dấu hiệu mang thai. Trời, làm cô hết hồn à. Dấu hiệu đúng không? Ừ. Dấu hiệu thì dễ lắm. Mình sẽ bị chậm ngày nè. Ừ. Đó, rồi xong cái bắt đầu cơ thể mình thay đổi. Mình sẽ thèm này, mình thèm cái kia. Mình sẽ nhạy cảm hơn về mùi. Yeah. Ôi, hồi xưa mà cô nghe cái mùi mà ví dụ như mùi hôi là cô bị xỉu liền à. Đặc biệt có bầu Candy, trời cô ăn dữ lắm luôn á. Một mình cô ăn hết một con bò. Cái gì? Sao cô ăn hết một con bò được? Bò phô mai á. Phô mai ngọt cười á. Vậy thì ngoài mấy cái đó ra thì còn dấu hiệu nào nữa không cô? Cách duy nhất á, mà chính xác nhất biết mình mang thai là mình mua que giùm thử. Rồi, phải mua que luôn hả cô? Ừ, thì phải thử mới biết được. Con ổn không? Thì con đang thu nạp kiến thức nè. Nó nghe nè, tuổi của con bây giờ là đang tuổi phát triển, đang tuổi dậy thì. Ừ. Thì về tất cả mọi thứ mình phải biết, đặc biệt là về cái sức khỏe sinh sản. Bữa nào rảnh đi, cô với ba sẽ ngồi nói chuyện với con về sức khỏe sinh sản nha. Cô hứa với con đừng có bỏ con nha. Cô hứa mà. Vậy thôi con lên phòng nha cô. Ừ, lên phòng đi con gái. Con nhỏ này thiệt tình đi đứng cái kiểu gì vậy? Đang làm việc cũng không yên nữa, thiệt tình à. Anh chưa ngủ nữa hả? Anh đang làm việc. Làm gì mà làm hoài à? Anh nói nghe nè, giờ này anh Phương chưa về nữa, điện thoại nó cũng không nghe máy nè. Anh vậy? Nghe em nói gì không? Đang làm việc anh cần sự tập trung. Dạ thưa ba, thưa cô, con mới về. Ủa con, sao về trễ vậy? Cô gọi điện thoại cũng không được rồi sao?
Ăn uống gì chưa? Dạ. Ăn không? Dạ chưa. Cô làm gì cho anh? Dạ thôi, con mệt rồi, con lên phòng ngủ đi. Ôi trời chết rồi con ơi, sao vậy? Sao vậy con, sao vậy con? Thôi đứng lên con. Rồi em. Gì vậy? Ngồi xuống. Con nó té kìa, đứng lên con. Em cứ ngồi xuống đó đi cho anh. Con của anh nuôi dạy từ nhỏ, té ngã thì phải tự đứng lên. Té ở đâu, đứng lên ở đó. Có vấp ngã, có đứng lên thì nó mới có thành công, con hiểu không? Mệt tao quá à. Con gái của ba té mà ba còn không quan tâm nữa. Thôi con làm gì kệ con luôn đi. Riết rồi không biết rồi con ruột hay là con lụm luôn á. Hay vậy lắm. Anh lúc nào cũng giáo điều, lúc nào cũng sách vở hết trơn á. Vở cái gì? Em thấy anh có nói sai không? Ai mà vấp ngã thì đứng lên, đứng lên người ta mới thành công nhá. Chứ còn con này đó, không bao giờ có chuyện gì hết trơn á. Anh nuôi nó từ nhỏ lớn biết mà. Em thấy rõ ràng nó đang có chuyện đó. Cái mặt lúc nào cũng đâm chiêu đó. Đâm chiêu suy nghĩ cái gì? Con nhỏ này á, nó chỉ đâm chiêu suy nghĩ khi mà nó hết tiền rồi nó xin tiền anh thôi. Anh lúc nào cũng vậy hết trơn á. Hôm bữa nó hỏi em chuyện có bầu kìa. Có bầu thì đẻ thôi chứ cái gì. Nó hỏi em chuyện có bầu. Thì bầu thì đẻ thôi, cái gì. Nó hỏi để làm gì? Anh lên hỏi tội nó. Ê, đó. Con nó đang tuổi lớn. Anh muốn hỏi cái gì thì cũng từ từ. Đó là do em nghĩ thôi. Tự nhiên hỏi em con chuyện có bầu thì em nói lại với anh thôi. Chứ đâu phải nó có bầu. Anh làm cái gì xồn xồn lên vậy? Ây da. Mà quan trọng bây giờ á, anh có quen đứa bạn nào của nó không? Có. Trời đất ơi, khuya lơ khuya lắc gọi điện cho người ta hả? Một chuyện mình quan trọng hơn. Im lặng. Khuya lơ khuya lắc, lỡ nó ngủ mai nó đi học. Kệ nó. À Khánh là con. Chú Nguyên nè, ba của bé Phương nè. Bây giờ chú có cái chuyện này quan trọng muốn hỏi con nè. Ở trên lớp á, con bé Phương nó có đang gặp chuyện gì không con? Sao nó nói sao? Nó cướp máy rồi. Chưa, ta đang ngủ á, làm phiền ta. Ủa anh sao vậy? Ủa anh sao vậy? Ủa anh sao vậy? Ê vậy, anh nữa, vậy nữa. Anh hay vậy lắm. Có chuyện gì? Wow. Công nhận cái son Eureka này màu đẹp dễ sợ. Cái này mà đánh lên môi chắc xinh lắm đây nè. Alo. À, tôi mới vừa mua cây son Eureka này nè bà. Trời ơi, màu son đẹp xuất sắc luôn. Để hôm nào sinh nhật bà tôi tặng nha. À, thì tôi học cũng ổn rồi. Nhưng mà có điều á, hỏi người lớn vụ đó hơi kỳ bà ơi. À, bụng túi hả? Chắc nó căng thẳng quá thôi à, không sao. Ừ, vậy nha. Nhớ giữ bí mật đó. Bà tôi ghét tôi tập kịch lắm. Vậy thôi nha, bye. Thôi bình tĩnh. Chuyện gì mình cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được, hiểu không? Cô Linh ơi, có gì ăn chưa, con đói bụng. Con vô hay không đúng với thôi con đi. À con. Đứng lại. Ăn cơm hả con? Được rồi con gái, rồi đợi xíu nha. Con đói hả? Ờ, anh. Con nó đói mà. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ừ, cô dọn cơm đó cho ăn. Ngồi đi con gái yêu. Nên ba làm cái gì mà ba nhẹ nhàng hiền dịu với con quá vậy? Ủa, mà đầu ba bị sao vậy? À, ba không sao. Đó, thấy chưa, con nói mà. Ba làm việc ít thôi. Mà mấy cái người khách hàng này cũng kỳ cục ghê á. Cho deadline người ta quá đáng thiệt.
Mốt á, con mà kiếm tiền nhiều hả? Ba cứ ở nhà đi, con nuôi. Con gái của ba thương ba quá ha. Thấy đồ ăn ngon quá nè. Đây. Rồi, ăn cơm nha. Đây, ăn cơm. Nè, chia đũa ra đi con. Đây. Ăn cơm nha. Đây, ăn cơm nha. Đây con. Ừ. Nè anh, kiếm anh nè. Tự bới đi, tự bới. Ba với cô không đói hả? À, ăn đi con. Ừ ừ, ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vô con. À mà ba ơi, con trễ kỳ 2 tuần á, ba nhớ mua thuốc cho con nha. Ba sao vậy? Anh đói phải không? Anh hạ đường đúng không? Chứ đút gân đúng không? Ừ, ăn đi con. Anh mệt. Được rồi. À, có gì cô nói ba mua cho. Ừ. Ăn cái canh này ngon nè, trời ơi, cá này là cô dành nguyên bộ đồ lòng cho con nè con gái. Đấy nha. Đây, đó. Cái cá đó là con nói con thích ăn canh chua. Cô bị sao vậy Phương? Con không sao. Dạ. Thôi cô với lại ba ăn trước đi, con lên phòng đi. Bà thấy chưa? Bà thấy tôi nói đúng chưa? Trời ơi, con Phương nó có bầu. Không, anh nói bậy. Cái triệu chứng, em là phụ nữ em biết. Cái triệu chứng đó, có chữa. Ôi, có chữa chứ có bầu là mấy. Tôi phải lên tôi xử lý nó. Con nhỏ đi. Cái gì? Bình tĩnh. Chắc là bây giờ con bé nó cũng đang rất là hoảng loạn, anh hiểu không? Nó nghĩ là mình không biết, nó hoảng loạn, nó không biết làm như thế nào. Anh lên là anh la, anh mắng nó, lỡ có chuyện gì thì rồi con nó làm chuyện dại dột sao? Có hận cả đời. Con nhỏ mới có mười mấy tuổi đầu thôi, trời ơi, làm sao mà đi đâu mà để có bầu yêu biết. Cười quá. Bình tĩnh. Từ từ chúng ta sẽ có thể giải quyết. Hít thở nào. Nhưng không bình tĩnh được. Trời ơi, con có bầu luôn. Sao tôi bình tĩnh được? Chứ bây giờ làm sao? Ai biết làm sao? Thì để đẻ chứ làm sao? Mời ơi đừng chờ, sẽ chẳng rời xa cho con chúng ta phù ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời đâu xa. Mời ơi đừng chờ, sẽ chẳng rời xa cho con chúng ta. Yeah.